Theo thông tin mới nhất, sau khi mở rộng điều tra vụ án, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm 6 chuyến hàng kem đánh răng chứa ma túy tổng hợp từ Pháp về các sân bay ở Việt Nam, đồng thời xác định được đối tượng cầm đầu, lợi dụng các nữ tiếp viên vận chuyển ma túy qua đường hàng không. Vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin tiếp về vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, được phát hiện vào ngày 16 tháng 3. Cơ quan công an xác định 4 nữ tiếp viên có liên quan tới vụ việc này bị nhóm người Việt định cư ở nước ngoài lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Theo đó, chỉ trong thời gian 30 ngày, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện vào ngày 16 tháng 3 do các nữ tiếp viên bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, đồng thời xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp, sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuyếp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng, lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Tiếp đến, đối tượng này sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao cho một đối tượng tại Đồng Nai, tách thành từng kiện hàng riêng, vận chuyển bằng đường bộ giao cho các đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Tại đây, ma túy tiếp tục được chia nhỏ tiêu thụ tại nhiều điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, không liên quan tới các nữ tiếp viên nêu trên. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình truy bắt các đối tượng trong chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận ma túy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã được huy động tham gia điều tra mở rộng vụ án, đã tập trung xác minh, làm rõ từng đầu mối thông tin, dù là nhỏ nhất, để phục vụ công tác truy bắt. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 22 vụ án, khởi tố 65 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm, xử lý vi phạm hành chính 12 đối tượng, thu giữ gần 50 kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tang vật khác có liên quan. Qua vụ án, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân và các đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa và quốc tế cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin người gửi, nguồn gốc hàng hóa nhận vận chuyển để tránh việc bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, kịp thời thông tin đến cơ quan công an về các kiện hàng hóa có dấu hiệu bất thường để xử lý theo đúng quy định. Những diễn biến mới nhất liên quan tới vụ tiếp viên hàng không xách ma túy được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo.